Xin chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình để dẫn tất cả quý vị chúng ta sẽ đến thăm những công trình do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Hiện tại thì Nhật An đang có mặt tại ấp 10 Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai để ghé thăm công trình của chủ đầu tư là anh Nguyễn Hữu Phước với một công trình ở đây là biệt thự Tân Cổ. Như quý vị có thể thấy là ở trong tấm biển bảng này chúng ta sẽ thấy ha, đây là một ngôi nhà 2 tầng mái Thái, phong cách Tân Cổ điển khá là đẹp mắt. Và với thiết kế này thì toát là cái sự sang trọng và quý phái, ví dụ có nhiều chi tiết. Ở đây chúng tôi sẽ làm cái ban công bán nguyệt này ha. Ở ngay phía trước thì cũng có một cái đường cong ở ngay khu vực cửa chính. Rồi bên trên thì lan can cũng có những cái hình gọi là trang trí khá là cầu kỳ và bắt mắt. Màu sơn tổng quát của căn nhà sẽ là tông màu trắng nè. Rồi kết hợp rất là nhiều những cái đường kẻ chỉ. Nếu quý vị quan sát ảnh vẽ 3D thì chúng ta có thể thấy được ha. Và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể bỏ qua đó chính là những cái thức cột của căn nhà này. Quý vị sẽ thấy là những cái thức cột Doric được thiết kế hai bên nè. Rồi ngay trung tâm cũng có những chiếc cột có những đường kẻ chỉ cũng rất là bắt mắt. Đó chính là về tổng quan của căn nhà sau khi căn nhà đã hoàn thiện như là anh vẽ 3D. Còn thực tế hiện tại thì căn nhà của anh Phước đang thi công đến giai đoạn nào? Hãy cùng theo chân Nhật An tiến gần hơn đến công trình và quan sát nhé. Tôi đã sử dụng Mắc Hôm và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắc Hôm. Phải nói là thiết kế thi công Mắc Hôm đẳng cấp vượt trội. Mắc Hôm, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắc Hôm đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắc Hôm luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắc Hôm là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắc Hôm, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắc Hôm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắc Hôm dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắc Hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắc Hôm, giá trị tạo nên thương hiệu. Và hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại ngay phía trước công trình của nhà anh Phước. Và công trình khá là đồ sộ này thì sẽ có kích thước như thế nào? Công trình sẽ có chiều dài là 17,5m, chiều rộng là 9,4m và tổng diện tích sử dụng mang tính được là rơi vào tầm khoảng 190m2. Đây là diện tích chưa tính sẵn. Còn về chiều cao thì từ gót song không lên đến đỉnh mái sẽ là 12,1m, sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 lên đến sàn mái là 3,6m. Đây là những cái thông số khá là chuẩn và nó thường là những cái thông số chia hết cho 3. Và quý vị thấy là nó cũng sẽ đảm bảo được cái độ cao để cho gia chủ sinh hoạt bên trong một cách rất là thoải mái. Đây chính là khu vực mặt tiền của căn nhà nè quý vị ha. Và như An nói ngay từ lúc nãy và ở bản vẽ 3D chúng ta cũng thấy được thì đây sẽ là khu vực cửa chính. Sau này chúng tôi sẽ đặt một cái cửa khá là to ở đây ha. Hai bên là có những chiếc cột nè. Thì những chiếc cột sau này được chạm trổ và đắp nổi nữa thì chắc chắn là sẽ rất là bắt mắt. Bên đây sẽ là khu vực mặt bên của căn nhà. Với khu vực mặt bên này thì sau này cũng sẽ được trang hoàng lộng lẫy không hề thua kém với khu vực mặt tiền. Đó chính là một cái nét đặc trưng của những căn nhà do Mắc Hôm thiết kế luôn rồi. Và như quý vị đang thấy là các anh chị thợ xây cũng đang trong quá trình ngày đêm hoàn thiện căn nhà để mau chóng sẽ có thể hoàn thiện được căn nhà cho gia đình của anh Phước một cách sớm nhất. Ngay khu vực mặt tiền này nữa thì sau này chúng tôi sẽ làm một cái khu vực tam cấp. Tam cấp ở đây. Với tam cấp thì sẽ có tổng cộng là có 5 bậc tương ứng với ngũ hành là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ nhé. Và với khu vực tam cấp này cũng sẽ được trang trí khá là bắt mắt. Ở cạnh bên còn có những cái chi tiết của bồn hoa rồi những cái chậu cây để mà trang trí mảng xanh xung quanh căn nhà thì chắc chắn lúc đó là căn nhà cũng sẽ rất là ấn tượng. Và đó chính là về tổng quan căn nhà từ phía bên ngoài. Vậy còn bên trong căn nhà sẽ được phân chia không gian như thế nào? Hãy cùng theo chân An tiến vào bên trong nhé. Và khu viên ăn đứng đây chính là khu vực phòng khách của căn nhà. Sau này chắc chắn sẽ là một khu vực rất là ấn tượng. Khu vực này sẽ có tổng diện tích là 27m2.
Và căn phòng khách của nhà anh Phước thì như quý vị thấy là sẽ có rất là nhiều cái lối để chúng ta lấy sáng. Em ví dụ nhé, cơ bản chúng tôi sẽ có hai cái ô cửa ở đây rất là to để lấy ánh sáng rồi. Và đặc biệt là đây cũng là ngay khu vực cửa chính nữa, thì chắc chắn là sau này cũng sẽ là lối để mà lấy ánh sáng trực tiếp vào trong bên trong. Với phòng khách thì sau này chúng tôi sẽ đặt ở đây là bộ sofa, đối diện là kệ tivi, ở chính giữa là bàn trà nữa, để tạo nên cái vẻ đẹp cho căn nhà này. Bởi vì đây là phong cách tân cổ điển nữa, cho nên cái việc thiết kế nội thất nó cũng khá là quan trọng nhé. Và liên quan đến phòng khách thì Nhật An cũng nhắc lại cho quý vị một chút xíu, đó chính là chúng ta phải chú ý một chút về mặt phong thủy. Thì quý vị đã nghe đến là vị trí tài lộc chưa? Với mỗi căn nhà thì chúng ta phải kích những cái vị trí tài lộc để mang đến những cái may mắn, mang đến những cái tài lộc cho gia đình của mình. Thì với vị trí tài lộc thì trong căn nhà sẽ được tính toán kỹ để mà chúng ta sẽ không bố trí, ví dụ vị trí tài lộc không nên đặt ngay bên dưới cái khu vực cửa, bởi vì ngay khu vực cửa sổ là khí nó sẽ bay ra bay vào. Nếu chúng ta đặt vị trí tài lộc ở đây, nó sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình của mình. Hoặc là chúng ta không nên đặt ngay cái bồn ví dụ chúng ta nuôi cá chẳng hạn, thì đặt ngay ở vị trí nó có nước thì cũng không nên. Cho nên là về vị trí tài lộc thì các chuyên gia phong thủy của Mắc Hôn chúng tôi sẽ tư vấn để quý vị sẽ biết chúng ta nên thiết kế vị trí tài lộc như thế nào cho hợp lý. Tiến ở đây một chút xíu thì đây chính là khu vực tiếp theo của căn nhà, là khu vực phòng bếp với diện tích là 24,1 m². Với khu vực bếp này thì hiện tại như quý vị thấy là nó vẫn chưa hoàn thiện ha. Nhưng mà sau này thì An chắc chắn đây cũng là căn bếp khá lý tưởng, bởi vì hơn 20 m² mà, cũng rất là rộng luôn. Và căn bếp này chúng tôi cũng sẽ lấy ánh sáng là nhờ vào một cái ô cửa to ở đây để mở ra mặt bên của căn nhà. Ở phía này thì chúng tôi sẽ có một cái ô cửa sổ to nữa để sẽ đón gió, đón sinh khí vào bên trong. Liên quan đến căn nhà này thì em cũng phải nói một chút xíu, đó chính là khi mà quý vị chúng ta thiết kế về phòng bếp thì quý vị cũng phải lưu ý, đó chính là vị trí của bộ tam sên là dự trữ thức ăn nè, nấu nướng thức ăn và vệ sinh thức ăn, tương ứng với tủ lạnh, bếp nấu và bồn rửa. Thì ba cái bộ này nếu mà chúng ta đặt không khéo á, nó sẽ gây nên những cái điều không hay về mặt phong thủy. Bởi vì sao? Bởi nếu đặt quá xa thì chúng ta cũng đi lại nó bất tiện, còn nếu quá gần thì đặc biệt là bếp nấu, bồn rửa là hai cái yếu tố phong thủy nó nghịch với nhau, một cái tượng trưng cho hỏa, một cái tượng trưng cho thủy. Và nếu mà nó nghịch với nhau như vậy á, thì nó có thể dẫn đến những cái bất hòa ở trong cuộc sống gia đình. Cho nên là điều đó quý vị cũng phải lưu ý là chúng ta không có nên là thiết kế mà đặt nó xung khắc với nhau hoặc quá gần với nhau quý vị nhé. Tiến ở bên này thì sau này chúng tôi sẽ bố trí khu vực phòng ngủ số 1 của căn nhà. Phòng ngủ số 1 sẽ có diện tích là 16,5 m². Và với phòng ngủ số 1 thì chúng tôi cũng sẽ bố trí có những cái lối cửa sổ để lấy sinh khí và gió vào bên trong. Về phòng ngủ thì quý vị lưu ý cái vị trí chúng ta đặt giường. Chúng ta phải đặt cái giường như thế nào đó nó không có đối diện trực tiếp với cái cửa. Bởi vì nếu mà cái đầu giường ta đối diện cửa thì có thể gây những bệnh đau đầu. Nếu mà chân giường đối diện cửa thì có thể khiến đau chân, đau khớp. Hoặc là bên hông, bên trái, bên phải có thể liên quan đến gan hoặc là dạ dày. Thì cái điều đó liên quan đến phong thủy thì quý vị phải lưu ý là chúng ta cần phải tránh. Và cuối cùng đó chính là một cái lối cửa sau của căn nhà ở đây. Thì đây là cái lối cửa rất là cần thiết luôn quý vị ơi, bởi vì nó sẽ giúp lưu thông không khí. Vậy là căn nhà của anh Phước từ nãy giờ là có 3 lối tiếp cận ha. Một lối cửa chính đi vào, một lối cửa mặt bên và một lối cửa hậu ở đây. 3 lối sẽ giúp cho căn nhà thêm thông thoáng. Về cửa hậu thì về thiết kế như An đã chỉ ra, quý vị thấy nó nằm lệch một bên, không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát theo phong thủy. Đây là một thiết kế rất là hợp lý. Và cuối cùng thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ bố trí một vị trí nhà vệ sinh ở những khu vực này để đảm bảo là khu vực chức năng cho gia đình chúng ta có thể sinh hoạt một cách tốt nhất. Vì hiện tại thì khu vực cầu thang vẫn chưa hoàn thiện, Nhật An không thể tiến lên tầng 2 được, cho nên An cũng xin nói luôn là phòng tầng 2 chúng ta sẽ có bố trí phòng thờ nè, phòng làm việc nè, phòng sinh hoạt chung và hai phòng ngủ nữa. Vậy là tổng cộng là căn nhà của anh Phước là có đến 3 phòng ngủ quý vị ha. Và với một căn nhà thiết kế rất là to, rất là đẹp như thế này thì em tin chắc rằng một thời gian nữa thôi, khi mà đã hoàn thiện thì em trở về thì quý vị đều sẽ phải trầm trồ với vẻ đẹp của căn nhà này. Vậy là Nhật An vừa giới thiệu quý vị một vòng căn nhà của anh Phước ở Đồng Nai. Quý vị cảm giác như thế nào ạ? Chắc chắn là căn nhà này cũng là căn nhà rất đáng mong chờ đúng không nào? Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì ngần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôn qua số hotline 0964458888, 0828133333 để được hỗ trợ sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng ta nhé. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.
Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết. Chống thấm vượt trội. Chống bám bụi linh hoạt. Chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn Sơn Mark Home.